Em có yêu chị không? Yêu chị không? Ủa như mình số trước chị hỏi em câu này rồi đúng không? Một sự trùng hợp. Đó. Trời ơi, đồ cặp. Dạ luôn. Giống luôn nè. Vậy Buka có đánh chị không? Chị nói gì vậy? Trời, không hiểu luôn á. Đánh đau quá à. Thôi em hỏi chị nói gì vậy thôi. Hai đứa chừng nào cưới? Hai đứa nào vậy anh? Có nghĩa là em chừng nào lấy vợ, còn Buka chừng nào lấy chồng. Dạ em thì em nghĩ là chắc em phải 30 tuổi em mới lấy vợ. Còn em á, chừng nào anh Vinh lấy vợ thì em lấy chồng. Anh Vinh lấy vợ thì em lấy chồng. Lâu á, lâu. Lâu hả anh? Đừng mời tôi làm MC nha. Đừng mời tôi làm MC nha.